Rồi ghế bên trái. Ôi. Rồi. Rồi, xuống. Mời hai anh chị tháo mặt nạ của mình ra. Chào chị Cát Tường. Chào MC Cát Tường. Dạ, mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho đối phương có thể nghe được những chia sẻ của mình ngày hôm nay nha. Mời anh giới thiệu trước ạ. Mình tên là Đoàn Hà, 47 tuổi. Hiện đang kinh doanh về bất động sản. Yeah. Anh Hà đang sống ở đâu ạ? Mình sống định cư bên Mỹ và mới trở về Việt Nam mấy năm nay. Là bây giờ mình ở hẳn Việt Nam luôn hay là mình vẫn đi đi về về? Cũng đi qua đi lại. Dạ. Yeah. Anh ở quận mấy anh? Ở thành Việt Nam? Mình ở Tân Bình. Tân Bình. Mình ở đó với ai? Mua nhà riêng ở một mình. Dạ. Yeah. Coi như là về đây được mấy năm rồi ha. Lý do nào anh lựa chọn là quay trở về Việt Nam ở trong mấy năm vừa qua? Cũng qua Mỹ được 20 năm rồi cho nên là cũng về lại Việt Nam là để kinh doanh á. Nhưng mà cũng không ở lại Việt Nam, ở Việt Nam luôn mà đi qua đi lại. Dạ, yeah. Bây giờ mình nghe chia sẻ của bạn gái bên đây một xíu ha. Mời em gái giới thiệu nè. Dạ, em là Phương Thanh. Năm nay em 38 tuổi. Em đang là giáo viên cấp 2 ở một trường tại quận 1. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn chị. À, giờ thì mình đang sống với ai em? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ sống ở đây luôn, nhà đông anh chị em không? Dạ không, chỉ có một em gái thôi. À, giờ coi như là nhỏ lớn, ăn học lên lớn là giờ đi làm cô giáo thôi, phải không? Dạ vâng. Rồi, rất là đơn giản ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á hả? Em thì khá là tự tin á. Mọi người nhận xét em là rất là ấm áp khi mà nói chuyện. Nhưng mà đối với người lạ thì đôi khi em hơi nhút nhát. Có thể là mọi người nghĩ là em chưa có thân thiện, nhưng mà khi mà nói chuyện vô thì mọi người thấy là em là một người ấm áp. Còn cái nhược điểm của em thì là em là hơi bị vội vã. Tính em thì nó hơi hậu đậu một xíu. Khi mà em đã quyết định điều gì rồi thì em sẽ không có suy nghĩ lại về cái quyết định của em. Coi như là làm là quyết là không hối hận phải không? Dạ vâng. Quyết đoán trong công việc. Dạ. Yeah. Em dạy môn gì? Em dạy môn giáo dục công dân. À, môn giáo dục công dân. Rất là điềm đạm. Nhưng mà sao lại hậu đậu ta? Làm cô giáo mà hậu đậu rồi ảnh hưởng đến công việc không? Đôi khi em hơi bị vội vã trước những cái quyết định của em á chị. Em hơi bị coi như là vội vàng quá. Nhưng mà nhiều người cứ nói nếu mà em làm khác đi thì kết quả nó sẽ khác. Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em luôn cái quyết định của em là em nói là nó là đúng. Nếu như vậy thì là vậy là đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Tại vì em nói là em luôn vội vã trong những quyết định, nhưng mà em không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của em. Vậy là được rồi, em làm theo ý em là được rồi. Ý là hơi hậu đậu á chị. Nhiều khi mình làm nhanh quá cái nó dẫn đến một cái số điều không hay. À, dạ. Yeah. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của Hà là vui vẻ hòa đồng, năng nổ trong công việc, tiếp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát. Wow, cái chơi đàn với hát nữa, tuyệt quá. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu của mình là chắc cứ hơi cầu toàn. Có khó tính không anh? Không, mình không khó tính. Không khó tính. Có gia trưởng không anh? Ừ, không. Sống ở nước ngoài chắc cũng không có khó được gia trưởng đâu ha. Dạ không. Anh chơi đàn là chơi đàn gì? Piano hay guitar? Mình chơi guitar. Guitar. Dạ. Rất tiếc đây không có guitar, nhưng anh vẫn có thể hát tặng mọi người. Tặng bạn gái bên đây một đoạn nào đó mà anh thích. Dạ được. Mình hát một đoạn trong nhạc phẩm Tình Thơ Xót Xa. Dạ. Tặng bạn gái và tặng mọi người. Dạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp ánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em dịu dàng thiết tha cho tình đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi. Rất là ngọt ngào, em cảm nhận như thế nào về giọng hát của ảnh? Em thấy ảnh hát rất là hay á chị. Thế em có biết hát không? Dạ không. Em hát rất là dở. Hát rất là dở. Em nói rất là hay đúng không? Nói trong lớp với mấy đứa dạ, nhỏ phải không? Dạ. Rồi, thế tình trường của em như thế nào? Em thì trải qua 3 mối tình, trong đó là có 2 người nước ngoài. Nước ngoài hay là Việt Kiều? Nước ngoài. Nước ngoài luôn. Cái mối tình mà gần đây nhất á là để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với em. Thì ảnh thì là cũng là sinh ra ở Mỹ, nhưng mà ảnh làm việc bên Mã Lai á chị. Ừ. Nói chung là tụi em đi du lịch, sau đó thì tụi em gặp ảnh. Sau đó khoảng chừng 2 tháng thì ảnh bay qua Việt Nam để mà gặp em.
Rồi em bay qua bển, gặp ảnh mà em đi chung với mẹ em. Ừ. Thì sau đó em cảm nhận là ảnh không còn yêu em giống như xưa nữa. Ảnh có một cái gì đó thay đổi. Mặc dù bên ngoài ảnh rất là chiều chuộng em, chăm sóc cho em đủ thứ hết, nhưng mà em có một cái cảm nhận của phụ nữ chị. Rồi em về Việt Nam, sau đó bạn em, thì bạn em sống bên đó thì nói là ảnh đang có sống chung với một cái bạn nữ. Khi em trở về Việt Nam một tuần sau đó thì tụi em vẫn liên lạc, nhưng mà em thì có một cái cảm giác khác rồi. Em quyết định là nói chia tay với ảnh. Một tháng sau đó là ảnh liên lạc với em liên tục. Em tức quá, em không biết cách nào hết, là em phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến ảnh. Tất cả luôn, số điện thoại anh hay số khác em lại tiếp tục xóa. Em chặn tất cả mọi Facebook, Instagram, em chặn hết. Em nghĩ là lý do thứ nhất là do anh thay đổi. Và lý do thứ hai, mà cái lý do mà anh thay đổi á, là do cái quan niệm của em. Mặc dù là mọi người nhìn em bên ngoài thì thấy có vẻ như là em là người sống phóng khoáng, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Trong cái quan hệ mà nam nữ á, thì em cái quan niệm là không có sống thử và không có quan hệ trước hôn nhân. Mà chị biết là người phương Tây thì họ đòi hỏi cái chuyện đó đầu tiên. Nhưng mà ảnh cũng rất là hay, ảnh chịu đựng em trong vòng hả một năm trời hơn. Em quen ảnh là 1 năm 3 tháng. Mặc dù đã chia tay thì em cảm thấy anh vẫn là một người tốt. Bởi vì sau đó 2 tháng thì em nhận được cuộc gọi từ chương trình. Và em thấy mình thật là may mắn. Thôi, em thấy mình may mắn là được rồi. Tại vì thật sự mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm riêng. Nhưng mà thật, khi mà chị rất là trân trọng em ở cái việc là em đã đưa mẹ đi cùng sang để gặp ảnh. Có nghĩa là mình là một người nghiêm túc và muốn tính đến cái chuyện lâu dài. Nên có thể em đã bị tổn thương khi mà em phát hiện ra điều đó. Đó cũng là một cái thông điệp để gửi đến các quý ông, là đôi lúc đó, trong một cái mối tình, cái chuyện tình cảm, mình không biết trân trọng mà không biết gìn giữ thì nó mất lúc nào không hay. Có nhiều người đàn ông đôi lúc họ lại hơi tự tin thái quá, vì họ nghĩ rằng cái người này quá tốt với mình, cái người này quá yêu thương mình, thì họ sẽ mãi mãi ở đó và đợi chờ mình. Nhưng mà phụ nữ mình nó rất là vị tha, rất là dễ tha thứ. Câu chuyện này cũng mới đây ha, chắc có lẽ em vẫn còn âm ỉ. Thế nhưng mà thôi, em đã nói em may mắn và chương trình đã gọi mình rồi. Thì chị mong rằng tất cả những chuyện đó nó sẽ qua và em sẽ có một cái tương lai tốt hơn với những gì mà em đáng được nhận. Em cảm ơn chị. Rồi, thế anh ạ, tình duyên của mình thì như thế nào ạ? Mình thì cũng có 2 mối tình lúc ở còn bên Mỹ. Mối tình thứ nhất là lúc còn mình mới qua đó, đi học trong trường, quen bạn gái. Lúc đó thì đang đi học mà chưa có tài chính, chưa có đi làm, chỉ làm part time thôi, làm ít giờ đó. Mối tình đó cũng kéo dài được năm đó, thì mình cũng chia tay. Mối tình thứ hai là lúc mình quen cách đây cũng 5-6 năm rồi. Bạn gái đó là sống ở tiểu bang khác, cho nên là cái sự liên lạc đó, nó cũng không có được suôn sẻ đó. Cuối cùng là cũng không đến được với nhau. Bao nhiêu năm anh về Việt Nam, 3-4 năm nay thì mình cũng chưa tìm, không có quen một mối quan hệ nào ở đây ạ? Về đây được 3 năm rồi thì cũng có quen một bạn gái, nhưng mà rồi cũng không thấy hợp. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm của bạn gái bên đây vừa chia sẻ về việc là sống thử trước hôn nhân? Sống thử trước hôn nhân thì mình nghĩ là nếu mà hai người á, quen nhau mà cảm thấy mà hòa hợp với nhau á, đã tìm hiểu nhau kỹ rồi đó. Tùy theo hoàn cảnh á, nếu mà cái sống trước hôn nhân có thể là có thể chấp nhận được, nếu mà hai người chân thành với nhau. Đã xác định là yêu nhau và chân thành với nhau rồi sao không cưới đi? Có thể hoàn cảnh đó người ta chưa thể tổ chức đám cưới được, hay là vì một lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô gái này, cô đã chia sẻ cái quan điểm của cổ là không có quan hệ trước hôn nhân, thì nếu như trường hợp mà mình tìm hiểu, mình thấy hợp ý mình và tiến đến lâu dài, thì anh có chấp nhận cái việc như vậy hay không? Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái, mình tôn trọng ý kiến của người khác. Theo mình thì mình cũng không thích sống thử trước hôn nhân. Anh mong muốn tìm một người bạn gái hay một người vợ tương lai của mình sau này là người như thế nào? Mình cũng thích một cái người phụ nữ hiền, có tính cách nhẹ nhàng, biết lo cho gia đình. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không anh? Ngoại hình thì nhìn dễ nhìn một chút. Cũng đơn giản ha. Thế còn em mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người thì em mong muốn nó là tính tình thì phóng khoáng, nói chung là vui tính một xíu, với lại là quan trọng là phải biết quan tâm yêu thương em, vậy là đủ rồi chị. Anh nếu ảnh là có hơi lớn hơn em cũng khá nhiều ạ. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, mình sinh năm 73. 73. 73 thì lớn hơn bạn 9 tuổi. Thì đối với bạn về là nhiều hay ít? Em thì không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là mình nói chuyện có hợp với nhau không, mình có cái cảm xúc gì hay không thôi chị. Về ngoại hình em có yêu cầu gì không? Em nghĩ là nên cao khoảng 1m7. Để coi một lát, anh cao bao nhiêu anh? Mình 1m67. 1m67 thôi, thiếu một xíu ha. Hai bạn có chuẩn bị có hình không? Dạ có chị. Anh có hình không anh?
trong điện thoại đây. Rồi cũng được, anh cho em xem hình thử coi. Mình đoán cái thử nhau cho vui xem mình có nhận ra nhau không nè. Dạ, đây, anh nhìn đi. Cô gái ấy trong đó đó, một cô giáo dạy giáo dục công dân. Nhìn đi em, tìm đi. Trong đó có ảnh đó, 47 tuổi, biết đàn, biết hát, kinh doanh bất động sản Việt Kiều Mỹ. Về đây được 3 năm, đó thông tin nó chỉ có vậy, cao 1m67. Đây... Sao? Anh nghĩ là ai? Bạn này. Wow, rồi, tại sao anh lại chọn cô đó? Thấy bạn gái nói cái tuổi đó, mình đoán vậy. Cũng hay, còn em? Em nghĩ là anh Tuấn Chính Dữ này. Lý do sao em chọn anh đó? Em đoán vậy thôi chị. Giữ đó đi, giữ nguyên nó đi, coi phải hay không nha. Mời hai anh chị nhìn về hướng trái tim để Tường mở trái tim này ra xem có đúng như cái người mình chọn hay không. Ông cũng ác ghê, ông đưa cái hình ta chọn, ông đưa tấm hình, ông nhắm mắt. Chào hai bạn. Ảnh đã đoán đúng em đó, cô gái chính giữa mà chính giữa đeo mắt kiến đen chính giữa đúng không? Dạ đúng. À, nhưng mà em đã chọn trật ảnh rồi, tại anh đưa hình cũng oan nghiệt lắm. Anh đưa sao tấm hình ta chọn, anh đưa tấm hình anh nhắm mắt vậy anh? Người ta mới chọn người khác chứ. Khi cánh cửa trái tim này mở lên thì cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Dạ nhìn bạn gái cũng vui vẻ dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của em là gì khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Nhìn ảnh có vẻ là người nhân hậu. Cảm ơn. Đó cũng chỉ là cái cảm xúc đầu tiên thôi, chúng ta cần phải có thời gian để trao đổi, có dạ, thời gian để tìm hiểu ha. À quên, tặng quà anh. Dạ, anh có món quà tặng. Dạ cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Dạ đây là một cái quyển truyện, thì em chưa có đọc cái chuyện đó, thì em muốn là anh những cái quyển truyện đó anh đọc xong anh kể xem nghe nội dung đó là như thế nào. Trời ơi cũng quà nghiệt quá ha. Còn bên đây quà gì, mở ra coi nè. Dạ, đây là một chai nước hoa. Trời ơi, mới gặp nhau mà tặng nước hoa. Người ta nói có điềm đó, thiệt tình luôn à. Thôi kệ đi, chứ hồi đó giờ tôi người ta cũng tặng tôi hoài rồi, tôi cũng chia tay hoài à. Mà không tặng cũng chia tay, mà tặng cũng chia tay. Thà có tặng đi, có chia tay cũng có hoài. Cái tựa cuốn chuyện tên gì anh cũng coi giùm em cái cuốn chuyện đây. Để em về em coi có anh có đọc không, rồi anh kể cho người ta nghe. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đổi tư duy một chút xíu thì có thể thay đổi cuộc sống được ha. Rồi hy vọng anh sẽ đọc cái chuyện này xong rồi anh có cơ hội kể cổ nghe. Bây giờ thì mời hai anh chị sẽ có một ít thời gian để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mình chắc cũng có nhiều điều cần phải chia sẻ thì mới có thể hiểu thêm nhau được. Mời em. Dạ, cảm ơn anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Em tên gì anh quên. Dạ, Phương Thanh. Phương Thanh. Anh tên Hà. Hà dạ. Thanh quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn đúng không ạ? Sinh Sài Gòn. Dạ, ba mẹ em cũng sinh ở Sài Gòn. Dạ, anh cũng vậy, anh cũng sinh Sài Gòn. Hiện giờ em sống với ba mẹ? Dạ vâng, em sống với ba mẹ. Còn em gái em thì đã lập gia đình rồi và có một bé. Thì cuối tuần thì em gái em cũng về nhà em chơi. Nói về vậy thôi chứ nhà nó cũng ở quận Phú Nhuận luôn. Còn công việc của anh như thế nào? Anh thì bây giờ cũng về đây là kinh doanh làm về nhà đất á. Là anh ở đây luôn hả anh? Thì anh cũng đi qua đi lại. Hồi xưa thì anh về cũng hay về chơi, nhưng mà chỉ về chơi thôi. Dạ. Một hai năm về lần chơi, một hai tháng. Dạ. Nhưng mà lần này là anh về lâu. Ý là anh quyết định là ở đây lâu dài luôn hả anh? Thì cũng chưa biết nữa. Hiện giờ thì là về đây 3 năm thì quyết định là hiện đang ở đây. Dạ. Nhưng cũng đi qua đi lại. Nhà em thì em có tính 6 người dì, 1 người cậu. Hết 5 người dì ở bên Mỹ hết à. Chỉ còn cậu em với lại mẹ em ở Việt Nam. Em hỏi anh gì? Thì không biết hỏi gì. Quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào? Thì anh nghĩ là trong hôn nhân thì là quan trọng là mình hòa hợp được với nhau. Dạ. Quan tâm, chia sẻ là... Dạ. Em thì nghĩ là phải biết tôn trọng nhau. Đúng. Dạ. Cái đó nó quan trọng lắm. Mẹ em nói là nếu mà tìm được một cái người chồng mà biết mà yêu thương mình á thì gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Em nghĩ nó rất là đúng. Mà từ đó giờ em tìm hoài mà chưa thấy. Quen nhau thì bao lâu tiến đến hôn nhân? Nói chung là tuổi của em thì nó không còn nhỏ nữa. Dạ, thì nói chung là càng sớm càng tốt, em nghĩ vậy. Em nếu mà kết hôn em muốn có mấy baby. Cái đó là tùy duyên á anh ơi, mình không nói trước được. Bây giờ quan trọng cái câu chuyện của hai người nè. Anh định là sau này rồi thí dụ như hai người mà có duyên lấy nhau đi thì mình sẽ sống ở đâu? Rồi cô có phải làm dâu gì hay không? Hay là anh sống cùng với ai hay như thế nào? Đó là một cái chuyện trước mắt đó. Còn cái chuyện đẻ mấy đứa là phải ở đâu hả? Rồi mới biết đẻ mấy đứa nè.
cái thôi thì mình sống, anh cũng mua nhà rồi thì ở Tân Bình á. Dạ vâng. Thì mình ở Tân Bình. Thế còn gia đình anh còn? Anh chị gia đình thì bên Mỹ hết rồi. À, ba mẹ? Ba mẹ thì bên Mỹ nhưng mà ba mẹ cũng mới mất mấy cách đây 4-5 năm rồi. À, có nghĩa là cũng tự do, đầu do độc lập. Dạ vâng. Bên Việt Nam thì còn chỉ còn cháu gái. Là anh định là sau này là mình sẽ lập nghiệp và ở Việt Nam luôn? Dạ có thể. Có thể vậy. Em thích sống Việt Nam hay là thích muốn qua ngoại quốc? Em nghĩ là ở đây mình có cái công việc, có gia đình mình ở đây. Còn thí dụ như qua Mỹ thì mình có thể đi du lịch thì mình sẽ hay hơn, thích hơn là mình sống ở bên đó. Nhưng mà chị là nghĩ nếu mà chị có con cái thì chị muốn con cái chị ở nước ngoài. Thì cũng nhiều người cũng có suy nghĩ giống chị á. Nhưng mà tại vì em chưa có con cho nên em chưa hiểu tới vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà em thì em thích ở Việt Nam hơn. Nếu có điều kiện là mẹ em cũng có thể đi Mỹ được. Nhưng em nói mẹ em cứ việc đi thôi, chứ em là em sống ở đây thì thoải mái, như em có thể em đi qua bển thăm ba mẹ em thì em thích hơn. Về qua bển thì mình không có được làm một cái công việc mình yêu thích. Đó là cái quan điểm suy nghĩ. Mọi chuyện nó còn ở phía trước. Nếu mà cặp đôi này thành công mà tiến tới hôn nhân thì dễ, mà muốn ở đâu cũng được mà. Mọi sự nó đều nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà thí dụ những người mà lớn tuổi á, hoặc là những người mà họ đã sống nhiều năm ở bên kia thì hay là một cái lý do hoàn cảnh gì đó, đôi lúc họ là muốn nhàn hạ, nhàn nhã rồi họ mới muốn về Việt Nam. Đó là chuyện của hai người khi mà chúng ta tiến xa hơn nữa. Nhưng quan trọng trước tiên là phải tìm hiểu và phải cảm thấy hợp rồi mình mới tính tới được những bước đó nữa. Bây giờ thì mời hai anh chị bóc một lá bài của chương trình đi ha, để xem những cái yêu cầu trong này mình thực hiện để cho nó vui với lại mình hiểu nhau nhiều hơn. Anh bóc trước đi ạ. Một lá thôi anh thàm quá. Rồi anh đọc lên giùm em. Nếu được một chàng trai ôm bất ngờ, bạn thích được ôm như thế nào? Dạ thì ôm thì bình thường. Ôm nhiều kiểu lắm em. Ôm đằng trước, ôm trực diện, ôm đằng sau, ôm tới. Ôm minh hồng, ôm đó, nó nhiều cách ôm lắm chứ. Ôm giống như hai người bạn gặp nhau ôm nhau vậy. Là ôm sao hai người bạn gặp nhau? Hai người bạn là ôm trực diện. Dạ ôm trực diện. Rồi, anh qua thực hiện anh. Là ôm trực diện. Dạ đúng rồi, thì tại cổ muốn ôm trực diện. Tại cổ, chị là thích ôm sau lưng. Nhưng mà có thể cái đó là một trai dành cái người đàn ông mà mình yêu thương. Dạ đúng chính xác. Đúng rồi, nhưng mà chị là thích vậy. Rất vui được biết em. Dạ, dạ vâng. Chào anh. Trời ơi, ôm gì không có dính gì chứ. Ôm phải dính chưa? Trời ơi, ôm chứ 30 giây tao cũng mới kịp ghi hình chứ chưa gì hết trơn. Làm lại à? Nhiệt tình. Lại hả chị? Lại. Đó, phải có ghi hình được chứ. Rồi, cảm ơn anh ạ. Thế em gái đọc cái yêu cầu của mình đi ạ. Bạn và bạn gái đang cùng đi bộ. Bất chợt bạn gái kêu đau chân, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện bằng hành động. Là hai người đang đi bộ. Hai người đang đi dạo, đang đi bộ mà cổ mang giày cao gót, giờ cổ bị đau chân thì lúc đó anh sẽ xử trí như thế nào? Thì sẽ dừng lại và anh sẽ hỏi em là tại sao đau chân, rồi nếu mà mình chật đi, mình chật gót á thì mình sẽ dừng lại mình nghỉ ngơi, hay là nếu mình đau quá thì anh sẽ nắng chân lại cho em. Nắng chân lại cho em. Trời ơi, nắng biết nắng chân luôn hả anh? Trời ơi, nắng chân luôn. Cứ thể là bị chật massage, chật khớp hay là gì đó rồi mình nắng lại hay sao đó. Rồi cổ vẫn đau luôn, rồi làm sao đi về anh? Thì có xe là mình trở về thôi. Trời đất ơi. Đi xe mà. Chứ anh không nhận, anh né từ ẩm bồng luôn, anh đậu không nổi sao á. Dìu ra xe anh ha. Mình không ẩm bồng nổi đó mình cũng dìu ra nổi. Hay là có hỏi cho dìu em ra xe. Dìu nổi không anh? Dạ được. Bình thường anh có chơi thể dục thể thao gì không? Từ khi về đây Việt Nam không chơi. Bên Mỹ thì ở bên Mỹ thì có đi bộ hay là chạy bộ. Hồi nãy anh hỏi anh cổ một cô câu trả lời mà cổ chưa trả lời, thế anh trả lời đi, anh muốn có mấy con? Hai đứa là được rồi. Hai đứa là được. Yeah. Rồi hồi nãy anh có hỏi luôn là chừng nào cưới luôn phải không? Chị nghe ở ngoài loáng thoáng vậy đó. Rồi hai người có nghĩ là mình sẽ quen nhau bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân không? Em thì em nói là càng nhanh càng tốt, nhưng mà anh thì như thế nào? 6 tháng là được. 6 tháng là được. Mọi thứ sẵn sàng. Yeah. Rồi, thế bây giờ em cho hai anh chị 30 giây nữa, hai người hãy nhìn nhau. Vì bây giờ mình cũng là những người trưởng thành hết rồi. Thật ra ở đây thời gian chỉ để là đo cảm xúc thôi. Có cảm xúc với nhau hay không, còn tìm hiểu là còn một cái quá trình nữa. Bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm là chuyện của hai người. Nhưng ở đây là Tường đã tạo cho hai anh chị một cái cơ hội gặp nhau. Cho hai anh chị thêm 30 giây nữa, mời hai bạn nắm tay nhau 30 giây. Rồi chúng ta mỗi người sẽ nói với nhau nghe cái suy nghĩ của mình giờ phút này như thế nào, mình mong muốn điều gì hay là muốn nói gì đó với đối phương. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Rồi mời hai anh chị nắm tay nhau 30 giây Trực diện nhìn thẳng vào nhau một lần nữa để đo cái cảm xúc của mình. Tại hôm nay cái cơ hội nó chỉ có vậy thôi. Rồi, anh mạnh dạn lên. Tự tin lên. Nắm tay. Dạ. Yeah. Nắm tay chứ không phải bắt tay nha. Nắm tay. Rồi nhìn tay nhau em đi. Em đang có rất là run. Nhìn nhau đi ạ. Rồi mình cảm nhận 30 giây nha. Nếu mà cảm thấy đủ thì anh hãy là người nói trước.
tay bạn tình gái cũng thấy rung lắm. Rồi ngày hôm nay anh muốn nói điều gì khi tham gia chương trình này và bây giờ cảm xúc anh như thế nào? Tham gia chương trình này thì anh cũng rất là vui được quen với em, biết em. Thì anh nghĩ là có thể chúng ta sẽ là bạn. Dù có bấm nút hay không thì chúng ta cũng là sẽ là bạn với nhau. Nói chung là em tham gia chương trình này là với một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, vượt qua mọi cái sự nhút nhát của bản thân mình đó để mà em tham gia chương trình này. Thành thử ra là em cũng đặt niềm tin vào cái chương trình sẽ cho mình một cái cơ hội, cho một cái tương lai khác. Gặp anh ở đây là có thể là mình cũng có duyên với nhau, mình mới được gặp, mình mới được ngồi ở đây gặp nhau. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Rồi, mời hai anh chị chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm nha. Quyền quyết định là của anh chị, giống như Tường nói lúc nãy, cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt. Chương trình cũng chỉ tạo một cái cầu nối và cho mình một cái dịp để mình gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của các Tường, nếu như anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh, còn nếu không đồng ý hẹn hò thì chúng ta có quyền lấy tay ra và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay. Mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Có thể chúng ta sẽ là bạn với nhau. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi vẫn muốn phỏng vấn anh, hỏi anh một câu nữa là lý do anh, tại sao anh lại không bấm nút, cảm nhận điều gì nó chưa phù hợp với mình? Mình cũng chưa cảm thấy rung động. Anh có phải là người khó rung động trong tình cảm hay không? Cũng hơi khó. Tường thấy đây cũng là một cô gái rất là chân thành, cũng rất là thẳng thắn, mà tôi nghĩ rất là một cái mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều người mong muốn. Thì nói chung tôi cũng không hiểu được cảm xúc của anh như thế nào, tại vì mỗi người, bản thân mình đôi lúc còn chưa hiểu rõ mình nữa thì làm sao hiểu rõ được người khác. Nhưng mà Tường, chị rất là trân trọng những cái suy nghĩ của em. Chị biết em là một người rất nhạy cảm, khi mà anh ta nói cái điều như vậy thì chị cũng hiểu là em cũng có cảm nhận được. Nhưng em là một người rất là mạnh mẽ và rất đã sống đúng với những cái gì suy nghĩ, và chị chắc chắn 100% em sẽ có những cái hạnh phúc mà em sẽ đáng được nhận. Biết đâu khi bước ra khỏi chương trình này, một cái gì đó nó bất ngờ, cái tương lai nó rất là vi diệu và nó sẽ đến với em. Chị cũng hơi bất ngờ về cái việc bấm nút của em. Chị hiểu cái tín hiệu của anh gửi và chị cảm nhận là em cũng hiểu, nhưng mà em đã sống thật với mình. Đó là một điều rất là trân trọng. Có thể có nhiều người đang xem chương trình này, họ đang cảm thấy nuối tiếc và họ đang còn muốn tìm đến em. Hy vọng rằng là cái duyên nó sẽ đến với em một ngày không xa. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh đứng đây ạ. Không sao cả, thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều cung bậc của cảm xúc. Có những cái điều chúng ta cứ ngỡ là như vậy nhưng không phải như vậy, bởi vì chưa đến phút cuối cùng thì chúng ta chưa biết được kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có là như thế nào đi nữa, ngày hôm nay chúng ta đã sống thật với bản thân mình, đã cố gắng hết sức thì chúng ta không có gì phải ân hận, và chúng ta sẽ luôn hy vọng và kỳ vọng một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Chỉ mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em gái nha. Rồi, chào em ha. Đầu tiên em giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình giùm chị nha. Dạ vâng, thì là em là sinh ra ở Hà Nội và hiện tại thì là em đang ở bên Séc. Còn em tên là Lê Tuấn Anh, hiện tại là đang làm data analyst, thì là em cũng không chắc là tiếng Việt gọi là gì, thì em chắc là em dùng từ tiếng Anh. Còn hiện tại thì là em đang sống ở ở thủ đô Praha của Séc. Rồi khi nào về Việt Nam em? Dạ, em là dự định là tháng tới, quanh ngày 23 tháng 7 thì là em về ạ. Và về đến hết tháng 8 thì em sang. Em sinh năm bao nhiêu Tuấn Anh? Dạ, em sinh năm 96 á. Rồi vậy thì em tham gia chương trình là ý định tìm bạn hay là như thế nào? Dạ, khi tham gia chương trình thì em muốn tìm một người phù hợp để bắt đầu hẹn hò á. Vì bên này thì cũng không
À, tại vì em thuần Việt cho nên là đối tượng bên này so với em thì em thấy có vẻ hơi Tây quá. Ừ, rồi em Ủa nhưng mà là Tuấn Anh ơi, em qua bên đó là hỏi em làm thôi hay là gia đình em bên đấy là định cư hay là như thế nào? bố mẹ em đang ở bên này á, thì là có Ừ. thể nói là gia đình em đang định cư bên này. Ừ. Mà em sống ở bên sếp lâu chưa? Dạ, em sống ở bên Séc cũng lâu rồi ạ, cũng Ừ. như vậy là từ lúc em học lớp 4 Ừ, thì lớp 4 là đã chuyển sang với bố mẹ bên đó rồi. dạ. Ừ, thế bây giờ nha, bây giờ nó có một cái vấn đề như thế này này. Có nghĩa là em ở bên Séc, em muốn tìm một bạn gái, nói chung là cũng thuần Việt Nam một tí để em có thể tìm hiểu với bạn ấy đúng không? Thì là Dạ bây vâng ạ. giờ là, tức là sau này em cũng sẽ sống ở đó, thì em tìm bạn gái xong là sau này nếu như hai đứa tới được với nhau là em sẽ đưa bạn gái sang bên đó định cư cùng với em. Hay là em có kế hoạch, em đã từng có kế hoạch em quay trở về Việt Nam chưa? Tại vì thực ra đối với em thì khá là mở rộng vì em thấy bây giờ ở Việt Nam cũng phát triển và có rất nhiều những công ty SaaS là cũng đang có trụ sở ở Việt Nam và ví dụ như là công ty xe Skoda chẳng hạn thì là cũng có thể là em sẽ về Việt Nam làm nhưng mà hiện tại thì là nếu mà đi được đến với nhau thì chắc là sẽ em sẽ muốn bạn ấy sang bên này hơn nhưng mà cũng có thể là em về Việt Nam cái đấy cũng không phải là đóng Quan trọng là hai đứa bàn tính như thế nào đúng không? dạ vâng ạ. Ừ, rồi nãy em nói là em làm công việc gì ta? Em làm data analyst là về mảng Phân dữ tích liệu hả? ạ. Phân Em tích dạ data vâng ạ, hả? phân tích dữ liệu. Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Rồi, ok, thế Tuấn Anh là có điểm mạnh điểm yếu gì không nè? Điểm mạnh thì là chắc là em khá là một người khá là hiền lành, tình cảm, sống nội tâm và không sợ làm việc thì có thể nói là cũng chăm chỉ thì và điểm yếu thì là tính tình của em thì lại hay quên cho nên là thỉnh thoảng quên điện thoại, quên chìa khóa. Hả? Dạ vâng ạ, Thế bên những đấy là đã cái có chuyện hiền như là lành. đi hẹn hò thì chắc là không không quên được nhưng mà thỉnh thoảng thì lại quên mất ví hay là À. Ok, rồi tình trường thì sao Tuấn Anh? dạ tình trường thì là em có hai mối tình, một mối tình thì là trước đây là em có quen một cô bạn ở học cùng trường thì cái mối đấy đấy cũng là mối tình đầu của em thì hai đứa nhưng mà bạn ý là người Tây cho nên là hai đứa kiểu như là xong rồi cũng vì cái văn hóa nó khác nhau cho nên là cũng không xong rồi là cũng không hợp, cũng thấy không hợp với nhau nữa thế là thôi. Còn một mối tình nữa thì là người Việt nhưng mà hai đứa cũng bắt đầu hẹn hò nhưng mà xong rồi thì là bạn ấy từ chối vì bạn ấy thấy không hợp. Nhà trước là có cả quen người nước ngoài cũng cả có cả quen người Việt Nam đúng không? Dạ Thì vẫn thấy dạ là đi đâu thì đi, ta về ta tắm bao ta thì vẫn ok hơn dạ vâng đúng rồi ạ. chứ gì. Rồi bây giờ thấy mong muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ mong muốn thì là tìm một người bạn gái thì em mong thì là thấp hơn em và tính tình thì là vui vẻ dịu dàng với cả hơi thuần phong cách kiểu nhà phong Truyền cách Việt gốc một tí á vâng ạ đúng rồi ạ thống. phong cách truyền thống một tí Em cao mét có bao thể cả nhiêu, bạn gái cao mét bao nhiêu thì được? dạ em cao 1m63 Rồi 63 thì bạn gái tầm mét rưỡi dạ vâng ạ một thì được mét rưỡi ha. thì là chuẩn Chuẩn truyền thống hả? dạ vâng ạ. Rồi hiện đại tí được không, có hình xăm được không, tóc tai nhuộm xanh đỏ tím vàng này kia rồi sơn móng tay các thứ được không?
Em nghĩ là cũng không phải là quá em nghĩ là tại vì đối với em thì là những cái chuyện như là hình xăm thì nếu mà là ở một chỗ ví dụ như là sau cổ hay là ở cổ tay mà nó không kiểu như là phô trương quá thì cũng ok, chứ nếu mà ví dụ như là xăm cả tay hay là xăm suốt mặt thì cái đấy em chịu. Cái đấy thì Rồi, hơi hard to với em quá. xăm nguyên con rồng trên cánh tay thì không được, nhưng mà xăm bông hoa ở cổ tay thì ok đúng Ạ, kiểu như là xăm không? một cách nhẹ nhàng hay tinh tế thì được ạ, nhưng mà không phải là kiểu như là quá nấy, chứ trông như giang hồ thì em chịu. Rồi, tuổi tác của bạn gái thì sao em? Dạ, tuổi tác của bạn gái thì em muốn là bằng tuổi hay kém tuổi em một tí á, nếu mà có thể, nếu mà có thể được. Nhưng mà còn lại thì chắc là ít ra thì là trên 20 tuổi. Tại vì bạn gái mà trẻ quá thì em nghĩ là cũng sẽ không hợp với Ba nhau. mươi tuổi được không Còn em? ba mươi tuổi, hơn 3 tuổi thì Ba tuổi thì sao? Cao quá hả? ba mươi tuổi thì có khi cũng được, nhưng mà cái đấy thì cũng phải xem, cái đấy thì là hơi ở giới hạn rồi ạ. Thì còn xem những Tức là cái level, cái maximum á, cái maximum mà có thể lớn hơn em tuổi á, thì em cho cái maximum là bao nhiêu tuổi? em nghĩ là chỉ 29 thôi ạ, chỉ 29 thôi, chứ quanh 30 Rồi, là em 29 là lớn hơn em 2 tuổi, là tức là lớn dạ hơn em tối đa 2 tuổi thì ok đúng không? dạ vâng ạ. Rồi ok. Quê quán của bạn gái thì chắc là cũng không quan trọng lắm đúng không? Hay là Dạ phải là vâng, ngoài miền Bắc? cũng không quan trọng lắm, nhưng mà em muốn là ở miền Bắc hơn ạ, để tiện giao tiếp, vì đã ở nước ngoài đã xa rồi mà về Việt Nam mà cũng lại phải ví dụ như là em phải đi vào Lạng Sơn hay là đi vào miền núi các thứ nữa thì nó cũng không tiện cho lắm. Lạng Sơn nó cũng miền Bắc mà. À vâng, thì chị hiểu ý em nói đấy, Hiểu rồi, có nghĩa là gần gần quanh nhưng Hà mà Nội một chút cũng không phải xíu. dạ vâng cũng, nhưng mà tất nhiên là nó cũng không phải là quá quan trọng, vì Thực tính ra đến em đang tương ở lai bên đó. Séc thì bạn gái ở đâu thì nó cũng cũng là xa rồi đúng không? Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Nhưng mà Séc mà bây giờ cái Hà Nội nó thì gần 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 quê, nhưng mà cũng là yêu xa rồi, thì Sài Gòn thì cũng là yêu xa thôi. Dạ vâng. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Điểm em không thích thì chắc là dạng bạn gái mà kiểu như là hay chơi quá, kiểu như là suốt ngày đi party Ăn hay chơi là quá, đi bar đi dạ pub nhiều đúng vâng. không? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Rồi, chị sẽ phiên dịch tiếng Việt cho em. Dạ, em cảm ơn. Thì hay là kiểu như là hỗn láo với cả người lớn, hay là kiểu như là nếu mà tính tình hay gọi là trẻ trâu quá hay là không ấy, thì cái đấy thì là không hợp á. Rồi ok. Rồi ok, cảm ơn Tuấn Anh nha. Thì hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì mình còn một cái buổi làm nội dung. Sinh năm 1977, quê quán Kè Nhà Tỉnh. Mình đang ở Hà Tĩnh luôn hay sao ạ? Mình chủ động đi ạ. Như đang ở ở tỉnh. Rồi mình có vào Sài Gòn ghi hình được không? Thì chừng nào mà đi. Thì chương trình báo của mình, chương trình báo mình, Ừ, ví dụ như cái đó là cái lịch có, thì ý là bên mình báo thì mình có đi được không á? có lịch báo thì đi được. Công việc mình là gì vậy anh? Lái xe, chạy xe, lái xe bến. Chạy xe ben hả? Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Điểm mạnh thì cũng nói chung cũng có chứ, mà là điểm mạnh, điểm yếu thì hơi nóng tính.
Còn đường tình duyên thì nói chung là giờ giá hồi trước lần đần Hồi trước thì mình có kết hôn chưa? Mình từng ly dị hay là có chia tay mấy mối tình rồi? chưa đừng thì chưa chưa lập gia đình lần nào ạ. Với anh đứng đây Lý do gì mà chưa lập gia đình vậy anh? thì cũng theo lấy bấy lúc đầu thì cũng cái kiểu đi làm thuế nơi đi nơi chủ cái chỗ khác rồi sau về thì nói chung là nó Ủa là làm sao mà không có ai làm mai gì cho mình hết vậy? Lý do tại sao ạ? Anh chủ động chia sẻ nha, nếu không là không có được chọn đâu á. thì đang thì chương trình hỏi chi tiết phải nói vậy thôi ai biết chủ động cái gì đâu Chủ động là anh phải chia sẻ thêm, ví dụ như anh nói chưa kết hôn lần nào thì lý do tại sao, rồi có ai làm mai cho anh hay không, chứ giờ tôi hỏi một câu mà anh trả lời một câu vậy là nhát quá vậy. à Anh tự anh nói về bản thân anh đi, giờ nè, điểm mạnh điểm yếu anh là cái gì, con người anh là người như thế nào, người khác nhận định anh ra sao đó, anh tự anh chia sẻ đi. à thì để nói chung là mình thì sống trong hoa đông vui vẻ sống chân thành với họ, những người xung quanh ấy còn lý do mà chưa chưa lấy vợ thì nói chung hồi trước cũng có yêu vài ba mối tình chứ đâu nói chung là lý do chia tay thì cũng tại vì cả hai bên mối thì mình cảm thấy không hợp thì mối thì cảm thấy họ cảm thấy mình không hợp rồi thì nói chung là khi lớn tuổi lên rồi thì không 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 đi tìm đi kiếm gì không như người mai mối nữa mà mình ở một mình thì có mấy kiếm mà được người, những người ấy đâu Rồi bây đi giờ đi anh muốn tìm người như thế nào? Anh muốn tìm người bạn gái là sao? nói chung ngoại hình thì dễ dễ nhìn ấy, nói chung trên mức trung bình thì là được còn gọn người đừng có to có mập quá ấy. Gì nữa? Trên, nói chung là trên dưới 40 tuổi Rồi quê quán ở đâu? nếu mà được cả cái tỉnh lân cận như Quảng Bình hay tỉnh Thanh Hóa chứ đó thì Quảng Trị chứ đó thì nó gần gần vậy thì nó đỡ hơn Rồi ok anh, rồi nếu được chọn á thì chương trình liên lạc lại với mình nha, rồi báo thông tin cho anh sau nha. rồi cảm ơn cho chương trình nha. À, mình ngồi cố định lại nha. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi ạ. À, chủ động lên nha Em tên bạn. là Quỳnh Nhân Thượng à. Em tên Quỳnh Nhân Thượng năm nay 38 tuổi chị, quê Cà Mau Làm công việc gì em? à, em nghề nghiệp làm công ty á, ở nhà làm vuông với ruộng. Sinh năm bao nhiêu? Công việc mà làm công ty 86. Em sinh năm 86 hả? Ở tên em là cái gì? Nghe không rõ. Quỳnh Nhân Thượng, Thuận hả? Quỳnh Nhân Thượng. Rồi mình nói điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi. À, mình ly hôn. Rồi mình chủ động chia sẻ đi em ơi. Lý do tại sao ly hôn? Mình ly hôn này mình vợ bỏ anh rồi ra tòa ly hôn. Rồi, ủa vợ bỏ là lý do tại sao vợ bỏ? Cũng không biết em đi rồi em điện liên lạc không được á rồi về đúc đơn ra thôi không biết có đi theo ai không mà đúc đơn đi thôi em để em biết tòa nó mời em ký vô thôi Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào em? Đúng rồi. Rồi anh em ơi, mình nói đi, cái hình mẫu mình mong muốn là như thế nào? À, hình mẫu thì muốn em gái đó cũng xinh xinh đấy, tóc dài với da trắng đó. Cao. Trời, là thích gái đẹp đúng không? Dạ. Mê gái đẹp nên giờ ế chứ gì? Dạ.
Rồi ok, còn gì nữa không? Cô đó ly hôn đang nuôi con được không? Dạ, cô đó được mấy đứa con rồi à? Ba đứa được không? Mà cổ là con em gái đó là nuôi hay là bên chồng nuôi á? Cổ nuôi Dạ. mà đâu có bắt mình nuôi đâu mà mình lo. À, em gái là bao nhiêu tuổi chị? Không, bây giờ mình chịu hay không thì mình hỏi nhiều quá à, anh được hay không thôi, hoặc là không thích thì mình cứ nói không thích. Dạ được cũng được. Vậy còn người một hả? Rồi ok bạn, nếu mà được chọn biên tập sẽ trao đổi với mình nhiều hơn nha. Ừ. Dạ. Nhạc gì cũng hát được à? Dạ. Nhạc gì cũng hát được. Là sao anh? À, nhạc gì cũng hát được em ạ. À. Nhạc gì cũng hát được, anh hát một đoạn đi, bài tủ của anh đi. Anh hát một đoạn nhá. Dạ. Anh hát một đoạn bài Tình Thôi Xót Xa nhá. Dạ ok. Từ khi quen em, anh đã biến bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim hoa sen hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho lòng đắm say. Lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Được chưa ạ? Dạ rồi, ok anh nghe rồi. Thế thì còn anh có điểm yếu gì được không? Tật xấu gì không? À, điểm yếu của anh là hay quên. Hay quên hả? Thỉnh Nói hay quên là có gì nữa không? Anh có kỹ tính, nóng tính, ở dơ rồi bừa bộn hay không? thoảng à, cũng có hơi bừa bộn một chút xíu. Dạ. Thế hiện tại bây giờ là anh đang sống ở Hà Tĩnh, là anh sống với ai ạ? Anh sống một mình à? Anh đang ở Hà Tĩnh với ai vậy anh Dũng? Anh ở một mình em ơi. Trước giờ anh đã từng lập gia đình bao giờ chưa? Và anh có một lần rồi, anh có nói trong chương trình anh có lập một gia đình một lần rồi, ly hôn rồi. Dạ. Dạ, anh ly hôn lâu chưa rồi? Tại sao anh ly hôn ạ? À? Con anh đã lớn chưa? À, chưa có con em ạ. Ly hôn mà chưa có con. À, ly hôn cũng Dạ. gần 6 năm rồi. 6 năm rồi, dạ. Tức là mình cái lý do mình chưa có con là mình dẫn đến ly hôn hay là mình có khúc mắc rồi có mâu thuẫn trước Không, anh? lý do dẫn đến ly hôn là do tìm hiểu nhanh quá rồi cưới về thì không hợp cho nên phải chia tay. Dạ, mình sống với nhau được bao lâu ạ? Sống với nhau được hơn 1 năm em ạ. À, thì lúc đấy anh cũng ba mấy thôi nhỉ, nếu mà 6 năm trước thì anh cũng đã 34 35 rồi. Đó là 34 ấy. Đúng rồi, đúng rồi. À, thì mà mình tìm hiểu nhanh quá, yêu nhanh cưới vội quá hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là về nó phát sinh nhiều cái mâu thuẫn mình không có hòa giải được đấy. Không Dạ. có. Vâng, thế bây giờ nếu mà gặp một người phụ nữ mà cũng đã từng đổ vỡ như anh nhưng mà người ta có con rồi thì anh có ok không? À, nếu mà người đó mà thật thương mình thật lòng mà thương yêu mình thật lòng thì ok em Dạ, con lớn rồi, ví dụ như còn về tuổi tác của bạn gái thì anh có yêu cầu gì đặc biệt không? tuổi thì cũng đừng có lớn quá thôi Cỡ tuổi anh được không? ở cỡ tuổi tầm từ 35 đến 40 là được rồi Dạ, 35 đến 40, bằng bằng xem tuổi anh được không? 41, à, 42 cũng xem tuổi anh được không? Xem thì cũng được nhưng mà tất nhiên là phải có sức khỏe nữa em ơi. Vâng, tức là anh vẫn có muốn là bạn gái có thể sinh thêm đúng không? À, tất nhiên rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi. Rồi, về quê quán thì nơi ở hiện tại về công việc của bạn gái thì anh có yêu cầu gì không anh? Thì tốt nhất là giờ cũng lớn tuổi rồi nên là muốn tìm người ở gần đấy để cho thuận tiện trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đấy. Gần là trong khu vực tỉnh Hà Tĩnh là được hả? Ngại Nghệ An Vâng, kia đúng đúng không? rồi. Hà Tĩnh, Nghệ An gì đấy chẳng hạn. Dạ, rồi. Rồi, anh có điểm gì anh không thích ở bạn gái không? Không thích là càm ràm. Ừ. Rồi là không có biết chia sẻ, không biết trên biết dưới.
À, dạ rồi. Em cảm ơn anh Dũng ha. Hôm nay mình chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, để mình quen, mình biết nhau trước. Sau đó thì nếu như mà có gì phù hợp với những cái tiêu chí của anh và có cái lịch ghi hình phù hợp thì anh biên tập chương trình sẽ liên hệ lại với anh để mình làm nội dung kỹ hơn ha. Ok em. Dạ rồi. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh Dũng nhiều. Nhưng mà ghi hình trong Sài Gòn anh có thể di chuyển vào được đúng không? Hả? Nếu mà ghi hình ở Thành phố Hồ Chí Minh là anh có thể vào được và đúng không? Nhưng mà phải báo trước một tí để mình còn sắp xếp công việc vì mình làm ở, dạ, ở cơ quan nhà nước ấy. Báo trước khoảng bao nhiêu lâu thì được anh? Tốt nhất là báo trước khoảng 2 tuần đấy, khoảng 2 tuần là đẹp nhất. Dạ, 2 tuần, 1-2 tuần đúng không ạ? 2 tuần, ở 2 tuần. Đi. Hiện tại thì bọn em đang có cái lịch gần nhất là ngày 22 tháng 6 anh nha. 22 lịch gần nhất của em á, đúng rồi, là tầm khoảng thứ 5 tuần sau ấy ạ. 5 tuần sau thì không được rồi vì ở nhà còn mấy còn công việc trong tháng 6 nhiều lắm, chưa xử lý xong ấy. Vâng, dạ, rồi cứ bảo trước anh 2 tuần là được đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ rồi, rồi, vậy có gì bên chương trình bên em sẽ liên hệ với anh nha. Rồi, ok. Rồi, em cảm ơn anh Dũng nhiều, em chào anh. Rồi, chào em nha. Dạ.